Hello anh em nhá. Hôm nay em Quân Họa Mi lên hình cho anh em một em Họa Mi bóng bộ to đẹp nha các bác nhá. Em này chuẩn dáng chim ngũ trường. Đấy, rất là đẹp chim luôn nha các bác nhá. Em này bộ to cao cầu, dáng dấp bóng bộ thì anh em không chê vào đâu được các bác nhá. Đấy, em này chim thuần có thể xách tay được nha các bác nhá. Đầu mặt bóng bộ đẹp tuyệt vời. Đấy, đẹp từ đầu đến chân luôn nha các bác nhá. Đấy, hót cật cù múa lân, cao cầu phải gọi là xuất sắc luôn các bác nhá. Ngoại hình dáng dấp như mơ luôn. Đấy. Bây giờ em sẽ zoom sát đầu mặt chân mỏ cho anh em xem này. Đầu tiên em zoom sát chân trước. Đấy. Chân khô nha các bác nhá. Đấy. Bộ to lông lá mượt mà. Đấy. Đầu mặt đẹp, hót tốt. Mẫu chim đẹp xuất sắc luôn. Điểm 10 cho ngoại hình dáng dấp nha các bác nhá. Giọng hót cũng rất là hay. Đấy. Bây giờ em mời anh em nhà mình chiêm ngưỡng giọng hót của em nó này. Em treo em nó ở đây hót được khoảng 20 mấy 30 phút rồi. Đấy. Buổi sáng ra em cho ăn mồi tươi và treo lên. Đấy, cho nó phơi nắng cũng như hót luôn. Thế bây giờ em mới quay cho các bác xem nha các bác nhá.